anh làm cái gì vậy? Sao lại làm chuyện dại dột như thế? Dạ, em chào chị ạ. Giới thiệu sơ qua về bản thân em đi. Dạ, em là Trung. Em tốt nghiệp đại học thương mại bằng giỏi, thông thạo tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc nữa. Em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em năm nay 22 tuổi ạ. Có người yêu chưa em? À, em chưa. Trung này, chị rất tiếc, nhưng mà em không đủ tiêu chuẩn để vào công ty. Em tốt nghiệp đại học bằng giỏi, chứng chỉ ngoại ngữ hạng A. Tại sao không đủ điều kiện ạ? Bằng cấp không nói lên thực lực của con người em. Thực tế đã chứng minh thì em là một người bất tài và vô dụng. Tại sao lại thế ạ? 22 tuổi đầu rồi mà còn chưa có người yêu thì không bất tài vô dụng thì là cái gì? Cậu tự tin là mình giỏi, thế mà không có ai yêu cậu. Thế thì làm sao mà chúng tôi tin cậu được? Em thấy có người yêu, liên quan gì năng lực đâu ạ? Không có người yêu, tức là không có năng lực. Mời cậu về. Nhưng mà... Chào cậu. Em... Chào cậu. Mình hợp nhau đến như vậy, thế nhưng không phải là... Nào có người yêu thì hắn cho vào nhá. Hôm nay chú ở đây ăn cơm, chị nhá. Hôm nay cháu Trung mới tốt nghiệp đại học trên thành phố về. Cháu Trung học xong đại học rồi hả? Mẹ ơi! Ui, nhắc video nó đập về. Chào mẹ, cháu ở chú ạ. Ừ, mới ngày nào còn chạy lon ton và dẫn học xong đại học rồi. Thế này chẳng mấy mà lấy vợ nhờ. Đó là không khác gì chú ạ. Không còn lâu. Người yêu còn chưa có, thì làm sao lấy vợ được à? Thằng này vừa nói gì ấy? Ôi dồi ôi, bằng tiến cử nhân đại học 22 tuổi đầu còn chưa có người yêu. Tài giỏi gì thì chú cha biết. Nhưng mà thằng cu tí nhà chú ấy mới lớp 6 thôi mà nó đã có người yêu rồi đấy. Con ơi là con, mẹ bất đau công sức cho con lên thành phố đi nào. Sao bây giờ vẫn vô dụng thế à? Con còn phải lo sự nghiệp trước đã, người yêu để sau. Con đừng lấy cái lý do sự nghiệp để lấp liếm cái sự vô dụng của mình. Mẹ không có đứa con 22 tuổi đầu rồi mà chưa có người yêu. Mày cút ra khỏi nhà. Khi nào có người yêu thì mẹ. Gì ạ? Mẹ ạ? Có tay ra. Qua khỏi nhà. Có người yêu mới được về nhà. Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm. Chú tí nhà chú ấy mới lớp 6 thôi mà nó có người yêu rồi đấy. Khu vườn thiếu hoa vàng mừng xuân. Yo, người thành phố lâu lắm rồi mới về quê, thế định bao giờ lấy vợ đây? Chuẩn mẹ rồi chứ, sớm ăn cô cái. Tôi còn lâu, người yêu còn chưa có cơ mà. Chưa có người yêu á? Nượn. Đi. Đây là mâm có yêu rồi, ông hiểu không? Còn mày chưa có thì mày nượn này, nhưng cái mặt mày này mặt giá như chiếc cà. Nượn, cuộn. Đây là những người xấu hổ à? Thôi đi. 20 tuổi đầu vẫn chưa có người yêu. À, tưởng gì? Tôi cũng đã từng như anh rồi. Thời buổi này ấy, bọn con gái nó không yêu mấy thằng trai ngoan trưởng thành biết điều đâu. Chúng nó chỉ thích mấy cái thằng trẻ trâu đú đợt lượn lờ tập lớn thôi. Thời buổi này lo gì, nếu mà mình không lấy được vợ ấy thì mình lấy chồng. Mình mà không lấy được vợ ấy thì mình lấy chồng.